Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Na Nguyễn, rất vui khi được gặp lại mọi người. Và hôm nay là một buổi chiều đặc biệt thì tự nhiên có hứng làm cái này, khá là thú vị. Ê, mới mua con này nè, nhìn dễ thương không? Khoe liền. Đó, để nó ở đây đi, cho nó hơi khó. Vừa rồi á thì bên Uniqlo đã có hai bộ sưu tập mà mình nghĩ là trong năm nay nếu mà ai thích những chiếc áo thun đơn giản thì nên ghé xem. Thứ nhất là sẽ có một bộ sưu tập là Kors, là một trong những biểu tượng của thời trang đương đại, nghệ thuật đương đại một thời, và chúng ta đã có những năm tháng score cùng Uniqlo rất là nhiều và ngày xưa mua rất là khó. Thêm một cái nữa là một bộ phim hoạt hình Chú Thuật Sư vừa được ra mắt phần Suya, thì cái phần đầu tiên nó đã quá thành công rồi, bây giờ đang ra mắt phần thứ hai. Thì các bạn biết đó, cả hai phần này thì rất là thú vị và mình đã cóp về được một ít để review cho các bạn xem. Thì đây mình sẽ có, miễn bạn nào mà không có điều kiện để vào thành phố Hồ Chí Minh để mua những cái sản phẩm này á, thì có thể liên hệ qua bên mình ha. Mình chỉ lấy tiền công thôi, giá thì vẫn là giá trên thêm thác, nên là bên mình chỉ lấy tiền công cái phần đi cóp thôi. Nếu như các shop nào mà muốn xỉ á, thì cứ nhắn trước cho mình một tiếng, giá nó sẽ nhẹ hơn, lấy cho các bạn dễ hơn và đảm bảo các bạn là chất lượng thông qua video này sẽ đầy đủ hơn ha. 1 hour later. Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy là ở đây mình đang có một cái túi Uniqlo. Thì đây chắc là Nara sẽ mở về Chú Thuật Sư trước, tại vì mình biết là một số bạn thích Chú Thuật Sư rất là nhiều. Nó có khoảng 4-5 sản phẩm á, nhưng mà mình hiện tại hôm bữa là mình khớp được khoảng 4-5 cái. Có một cái là mình không có mua. Thì mình sẽ để một cái hình tổng thể ở đây trước cho các bạn xem. Rồi những cái sau thì chắc có lẽ là các bạn sẽ biết hết rồi. Đây, để nó xuống đây cái đã. Rồi thì bây giờ ở đây đầu tiên là một chiếc áo, cái màu xanh này thì mình thấy khá là thích, vì cái màu xanh này nè các bạn thấy không, cái màu xanh này nó kiểu là giống như màu iPhone ngày xưa đó. Một cái size L thì nó rộng tầm này thôi, bề ngang thì mình đoán nó chắc khoảng là tầm 42-43 cm. Thì mình nghĩ với cái chiều cao mà ai mà người mà tầm 1m65 đổ xuống và cân nặng khoảng đâu đó là gần 60kg thì lấy cái này mặc nó ok. Muốn oversize hơn thì lên size XL. Đây là size L ha. Này thì mình thấy là các bạn mặc theo kiểu form oversize cũng đẹp, mà mặc theo form thông dụng cũng được. Bởi vì áo Uniqlo thì kiểu là nó hầu như là form thông dụng hết. Cái chất vải mà mình thấy ở phần bộ sưu tập này thì mình thấy rất là thích. Nó là dạng vải thun, heavy nặng một tí, thun cotton. Thì các bạn nhìn nó sẽ có những cái sọc sọc xuống đây nè. Đó. Khi các bạn sờ vào thì các bạn sẽ thấy được cái độ chắc chắn và độ dày của chiếc áo. Cổ thì cổ bo ha, cổ thun bo vừa vặn, không có bị quá rộng. Cái hình ở này thì sẽ là hình đơn giản thôi, cái hình hai nhân vật chính của chúng ta, thầy Gocho và thầy Geto, được in trắng đơn giản như thế này. Đó, phía sau thì không có gì hết, tròn. Tay thì vừa thôi, các bạn mặc thì mình nghĩ chắc tay nó cầm tới đây. Đó, đây, rất là ok đúng không em. Lát nữa mình on fit rồi mình gửi hình lên cho các bạn xem. Đó, đây là chiếc áo đầu tiên của chúng ta. Chung là màu sắc, mọi thứ rất là đơn giản. Phía dưới các bạn sẽ còn có một hàng chữ là Wear the Target. Đó. Nói chung là chất liệu in đồ này kia rất là ok. Thì mình sẽ quay cái cảnh cận cảnh cho các bạn xem tốt nhất. Về cái phần mà phía sau á, mình vẫn thấy là mình thích nhất. Bởi vì ở đây thì giống như thường lệ ha, chiếc tag Uniqlo nè, UT nè, phía sau này sẽ là cái tên phim nè. Đó, chữ tên phim luôn. Thì bộ này đang được hot gần đó nha mọi người. Theo là một chiếc áo vẽ về cái ạc này thì theo như tác giả vẽ là ghi là năm 2018. Phía trước là các bạn thấy nè, cũng là cái form đó ha. Chất liệu vải cũng là vải thun, nhưng mà cái phần áo màu trắng á, thì mình để ý thấy là nó hơi mỏng hơn, thì nó sẽ thoáng hơn và mặt nó sẽ thoáng khí. Cái độ dày nó vẫn có nhưng mà nó không dày như cái này, có thể là do nó nhuộm lên á thì nó sẽ khác. Vẫn là bên trong thì vẫn là logo UT ha, là cái Chú Thuật Sư nè. Đó. Rồi, phía trước thì các bạn sẽ có một cái ạc đơn giản thôi. Shibuya, một trong những thành một cái khu vực lớn của Nhật Bản, hình như Shibuya nằm ở Tokyo á. Nè, có ghi luôn nè. Đó. Rồi, phía dưới sẽ có ghi chữ Japan nữa nè. Đó, rất là đẹp ha. Cái này thì mặc nhìn kiểu nó trẻ trung năng động, rất là tươi mới. Với lại một phần mình thấy mặc mấy cái áo mà có cái chữ nhỏ bên này nè, mặc vô nhìn nó sang lắm, nhìn người nó ok lắm, nó đẹp lắm. Rồi, phía sau thì các bạn sẽ có là một bức tranh. Đây, in lụa rất là đã. Cái chất liệu in của Uniqlo thì từ trước tới giờ mình đã mua bản Core nè, mua bản Billie Eilish nè, và rất là nhiều rồi. Và mình giặt
Theo mình á, là mình giặt, bỏ vô máy giặt mình giặt hết. Và tới hiện tại thì những cái chất liệu in trên những chiếc áo mình đang có nó không có bị hư. Vải thì ok, nó sẽ giãn nên do là các bạn biết đó, mặc vào rồi giặt thì thời gian sau thì vải áo kiểu gì cũng sẽ có một tí thay đổi. Nhưng mà những cái chất liệu foam in á thì mình thấy rất là đẹp. Và trong cái bộ sưu tập mỗi một cái bộ như thế này nè thì nó sẽ có một cái ạc rất là hay. Cái này thì tác giả sẽ ghi là năm 2018 nè, các bạn sẽ thấy ha. Rồi, phía trong thì sẽ có nhân vật chính là thầy cô Trô nè. Và ba tên ở đợi của ảnh nè, đó. Ba đứa ha. Rồi, xung quanh sẽ có hàng chữ Nhật nữa nè, đó. Rồi ở dưới sẽ có một hàng chữ tiếng Anh nè, đó. Nói chung là cái ạc này mình thấy rất là đơn giản và cũng dễ. Rồi, màu trắng thì cái form thì cũng bằng như cái màu xanh ha. Bạn nào mà cứ 1m65 đổ xuống thì tầm chữ L là được. Cái form của nó là form thông thường á, nên các bạn mặc không cần quá rộng đâu, mặc vừa là đẹp rồi. Rồi, đây còn một cái nữa. Ở đây còn một cái nữa là cái màu đen. Màu đen thì mình thấy có một cái mình cần lưu ý các bạn á. Phần màu đen á là cái vật liệu vải của nó mịn, mịn nhưng mỏng nha. Nghĩa là gờ vào thì các bạn sẽ thấy được một cái độ mềm mịn, nhưng mà nó cũng hơi mỏng một tí so với lại màu trắng hoặc màu xanh. Cái việc như vậy thì nó sẽ giúp cho bạn thoáng hơn, thoải mái hơn. Và nếu như các bạn đang hỏi một câu là một chiếc áo đắt tiền như vậy, tại sao chất liệu vải như vậy, thì mình nói các bạn là Uniqlo, chất liệu vải của họ rất ok, kiểu may của họ rất ok. Nhưng mà cái xu hướng làm quần áo của họ là họ mang tới những chiếc áo phong hàng ngày, nó đậm phong cách là bền bỉ và thoải mái. Nên là hiếm khi các bạn sẽ được thấy Uniqlo làm một chiếc áo kiểu vải rất là dày và nhìn nó rất là kiểu nóng á, thì sẽ không có. Thường họ sẽ chọn những chất liệu vải mà nó thoáng mát, nhưng mà độ bền mọi thứ đều rất là ok ha, rất là thoải mái. Và những cái đường may của họ nè, mình sẽ quay cận cảnh các bạn xem, may rất là đẹp và không có bị lỗi thừa. Các bạn có được hình như là hỗ trợ đổi cho các bạn 30 ngày, nhớ là chừa tem tác lại ha. Rồi, UT đây, đó, đầy đủ, không thiếu gì hết. Cổ thun, mấy năm nay thì mình thấy Uniqlo làm cái cổ thun như thế này nè, đó, làm cổ thun nhỏ lại thì mình thấy đẹp, rất là ok. Cái form đó là normal form ha, là không phải là kiểu oversize, cũng không phải kiểu slim fit hay là kiểu gì hết, mà là kiểu rất là bình thường. Còn nếu mà bạn nào mà chưa hiểu về form giày, form áo á, thì có mình có một cái video từ trước có đi với Hiếu là một người bạn của mình, thì bạn nó sẽ phân tích rất là nhiều về quần áo. Và trong thời gian tiếp theo á, mình chắc là mình sẽ mời Hiếu thêm một số kỳ nữa để chúng ta sẽ có nhiều cái kiến thức hơn về quần áo và nhiều hơn về những cái kiểu form dáng và trendy. Nói chung là các bạn sẽ có một lượng kiến thức rất là tốt để sau này các bạn có thể lựa giày, lựa quần áo rất là ok ha. Rồi, quay lại cảnh thì trước này sẽ là chữ 2006, một cái ạc ở đây nè. Đó. Rồi, một cái ạc nhìn khá là kiểu vui vẻ của thầy cô Trô, rồi một số người bạn của thầy. Đó, có thầy Ghetto nữa nè, đó. Cái màu đen thì theo mình đánh giá, cái phần cái ạc màu đen thì nó hơi tối, mà lại gắp trên cái nền áo đen nữa, nên là nhìn cái áo này nó kiểu nó hơi tối tối một xíu. Mình nghĩ là cái ạc của cái áo này nè, nó nên để lên cái áo màu đen thì nó sẽ đẹp hơn. Tại vì cái ạc này dù sao nó cũng sáng hơn, và khi mà mình làm với lại áo đen ấy, thì nó sẽ nổi hơn. Còn cái ạc này thì nhìn nó hơi tối một xíu. Cái ạc này đằng trước ha, còn cái áo trắng thì là ạc đằng sau. Đó, phía sau thì trơn hết, không có gì cả, trơn hết. Đó, chất liệu vải thì thoáng mát vừa thôi, không có dày cũng không có mỏng, nói chung là ok. Mình có chừa lại hai cái áo mà mình không có mua, đó là chiếc áo kho màu hồng và một chiếc áo màu đen. Do là nó bị trùng lặp nên là mình không có mua, thì mình để đây ha. Thì đầu tiên các bạn nhìn kỹ nha, đây là chiếc áo trắng. Chiếc áo năm nay là biểu tượng luôn á. Nếu mà bạn nào có mua thì nhất quyết các bạn phải mua bằng được chiếc áo màu trắng này. Tại vì năm nay không có hình kho đơn giản nữa, mỗi năm là chỉ có hình kho đơn giản thôi. Năm nay thì đầu tư hơn. Cái chất vải thì mình cảm nhận là nó mềm mịn và nó thoải mái hơn. Chất vải này rất là ok nha, tay rộng và vải cũng thoáng mát. Màu trắng này thì nó cũng mỏng, nó cũng thoáng, nhưng mà nó không phải là quá mỏng đâu, nên là các bạn đừng có lo. Bên trong thì vẫn có chữ UT nè, logo của Score nè, hai chữ X nè.
Đó, phía trước thì đầu tư hơn. Mỗi năm thì không có đầu tư như vậy đâu. Phía trước thì hình core nó đang nằm chảy dài nè. Đó, chất liệu in thì các bạn sờ vào các bạn sẽ biết là của Uniqlo liền. Rồi, và phía trước thì cũng sẽ trơn thôi, cũng không có gì nhiều. Vải cổ này nè, nó hơi khác với lại cái của Shibuya một tí. Cái của Shibuya thì nó dày hơn, cái phần cổ nó nhỏ hơn, còn phần cổ này hơi, mình theo mình đón thì nó hơi rộng hơn xíu và nó cũng mỏng hơn. Nói chung là thoáng mát thôi. Phía sau vẫn là cái hình mà mình thích nhất. Mình nói là trong cái bộ lần này thì mình thấy cái ạc này là đẹp nhất, mang một cái gì đó rất là đặc trưng. Các bạn thấy không, con kho nó nằm nó bơi giữa màn đêm, nó rất là ạc, chia ra màu làm này kia rất là kiểu nhìn nghệ thuật đương đại luôn. Và mình nghĩ cái ạc này nó sẽ là một trong những cái ạc mà nó tiêu biểu năm nay. Ngày xưa các bạn biết đó, mua một chiếc áo kho rất là khó. Lúc trước mình nhớ kho có về Việt Nam và mua rất là cực, thậm chí là giá bị độn lên rất là nhiều. Bây giờ thì muốn mua thì nó cũng thoải mái hơn rồi, nên là chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều để lo lắng. Rồi, à còn một cái ngoài lề nữa, thì hôm bữa đi á, mình thấy cái áo này đẹp quá mình mua luôn. Đó là chiếc áo của Chainsaw Man, cũng là một bộ phim hoạt hình luôn. Thì cái vải của Chainsaw Man á, nó là season trước, nên họ sẽ sử dụng là vải cotton heavy. Cái vải này thì nó, khi các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy những cái rợn sọc đi xuống. Và cái sợi vải nó sẽ, khi mà các bạn sờ vào á, nó có một cái phần gì nó thô thô và nó có những cái lông tưa tưa lên vậy nè. Đó, nó không có mịn như cái vải này. Và cái phần mà mình thích nhất ở trong cái chiếc áo này, đó chính là cái form. Cái form của nó được làm thiết kế theo form oversize, nên là mặc vào á, nhìn người nó rất là kiểu be ra rất là đẹp. Phần cổ á, thì nó dày hơn, nhưng mà nó sẽ là, để mình sờ thử xem. Nó dày hơn và nó cho cảm giác thô hơn một tí. Cái phía trước thì mình chọn nhân vật là người cưa nè. Được in một cái hình ạc tịch ở đây rất là đẹp. In cái này là không phải là in lụa nha, cái này là in vào trong áo luôn. Phía dưới sẽ có hình chữ in nổi. Cái Chainsaw Man này mua đáng tiền và khá là đẹp. Phía sau á, nó sẽ là người cưa luôn. Đó, một phiên bản người cưa luôn. Đó, thì các bạn thấy nè, cái ạc rất là đẹp đúng không? Cái ạc rất là ok, Chainsaw Man. Đó, rất là đẹp. Và phía dưới nó sẽ là hàng chữ luôn, tên phim luôn. Mọi thứ, cái này không in nổi, in vào trong áo luôn nha. Dạng không phải là in giống như là của Core. Đó. Và nói về size chạc thì áo thun mình hiện tại đang cao 1m60 mấy ta. Bữa nhớ đo là đâu 69, 1m7 gì đó. Tầm tầm đó. Thì mình mặc hai áo là size XL là của Core và Chainsaw Man, mình mặc XL hết. Và cái áo của Core và Chainsaw Man đó, nó có bề ngang khá là tốt, nên là mình mặc XL mình cảm giác mình rất là thoải mái và không bị gì cả. Nhưng khi mà mình mặc XL của cái áo này đây thì mình cảm giác là cái cổ nó hơi sệ và nó hơi không phải là rộng, mà là bề ngang vai của mình nó dài sẵn rồi, to sẵn, nên là mình mặc được XL và L. Và mình cảm giác khi mình mặc vào á, cái cổ nó quá rộng. Và cái cổ rộng thì nó sẽ tạo cho mình cái cảm giác là nó không đẹp và nó bị cái gì đó ở đây. Nên là mình quyết định là mình xuống L. Thì bề ngang nó vẫn phù hợp với form của mình, cũng không có ngắn lắm. Nên là cái form của cái áo Shibuya, nếu mà bạn nào muốn mua thì mình nghĩ là nên mua sát size, không cần up size giống như mình. Tay dài. Đó. Chất liệu nỉ rất là đẹp ha. Rất là đẹp luôn. Lúc trước mình có giới thiệu các bạn rồi, đây là chiếc áo mà mình thích nhất. Và đúng với ngày xưa luôn á, là chỉ có hình con kho ngồi ở đây thôi. Phía trong á, các bạn sẽ có một cái loại nỉ thô như thế này. Đó, nó sẽ có cái hai chữ X này nó nằm phía sau. Đó, in thêu rất là đẹp. Và các bạn biết không, mặc những chiếc áo tay dài nè thì nó làm cho chúng ta che hết mọi khuyết điểm và chúng ta, nó sẽ nhìn chúng ta gọn và đẹp hơn, nên mình rất là thích. Đây, và chất liệu vải của nó, mùa mình nghĩ là mùa Sài Gòn mùa này thì mặc ok, nó cũng không nóng lắm, nhưng nó không có phải là giúp các bạn giữ lạnh được, chống được lạnh tốt đâu. Mình nghĩ là vừa vừa thôi, thoải mái. Trọng lượng thì không có nặng lắm, mềm, rất là mềm và rất là kiểu cái phong cách của nó thì may khá là giống châu Âu một tí. Thường á thì giống châu Âu là cái form của nó tay, cái chỗ mà các bạn nhìn trên nè, đi xuống cái nách nè thì nó sẽ rộng và bắt đầu nó nhỏ lại ở phần
phần cổ tay, nhưng mà nó vẫn sẽ có một cái độ bự nhất định. Còn một số áo tay dài á, là từ cái phần ở trên nè tới phần nách là dưới, đó, đi thẳng ra một đường tuốt lút luôn, nó không có chia làm bự nhỏ nên là mặc nó rất là khó. Ở trong các bạn sẽ có một chiếc tag, tag này giống như là vải bố á, Uniqlo 2 chữ X nè, 2 chữ X này là biểu tượng của core luôn rồi. Phía sau thì sẽ là trơn ha, phía trước thì là ông Uniqlo, lộn, ông core bố đang bế con mình trong lòng. Đó, thì ngày trước thì chỉ ra kiểu vậy thôi. Chất liệu in là in lụa, rất là đẹp và cái độ bền rất là cao. Thì các bạn sờ vào nó sẽ có một cái độ láng, độ mịn rất là đẹp. Và những cái chỗ mà kết thúc cái đường in á, nó không có bị tạo hình lớp mà nó mịn vô trong cái phần vải luôn, nên là mình thấy chất liệu in rất đẹp, rất ok. Áo thì thường áo tay dài á thì mình sẽ chọn L thôi, tại vì nó khá là to. Đây còn một màu nữa, nó có một cái áo thun màu đen y chang vậy luôn, nhưng mà màu đen thôi, cái áo thun cái hình y chang vậy đó. Rồi ở đây thì mình lấy luôn cả chiếc áo màu trắng, bởi vì sao? Chiếc màu trắng năm nay đầu tư rất là mạnh, cái màu nó kiểu màu cream, cái sợi của nó cũng mềm cũng mịn, nhưng mà nó mỏng hơn cái màu đen nha, nó thoải mái hơn, mặc buổi sáng rất là ok. Rồi cái phần nữa là cái phần cái ạt ở đây, các bạn thấy không, phía trước vẫn là con kho đó, vẫn là một con kho ngồi kiểu nằm lười ra đây, nhưng mà nó được in chìm vào trong rất là đẹp, thấy không? Phía sau nữa thì các bạn thấy nè, nó in nguyên một cái ạt thịt nè, là cũng tắm trong cái màn đêm giống như cái áo trắng, nhưng mà cái này nó chuyển thành trắng đen, nó chuyển thành giống như vẽ chì á, đó, cái này giống như là mới bản vẽ chì bằng tay thôi, thấy không? Đó, rất là đẹp và in vào rất là sắc nét, thậm chí là muốn có lỗi cũng không có luôn á. Rồi cái phần này á thì thường những cái chiếc này nó sẽ có cái kiểu là túm lưng, có nghĩa là nó sẽ có một cái thun ở đây, đó, nó sẽ túm cái phần lưng các bạn lại, nên là các bạn mặc nó sẽ tầm vừa vừa, nó không quá rộng, cũng nó cũng không có quá chật. Và mình lưu ý là các bạn nên mua size vừa vừa thôi, để thôi mặt nó bị dài á, do là cái áo form châu Âu nó sẽ khá là dài, cái phần từ trên xuống dưới nhìn khá là dài. Áo thì mình chọn áo tay dài mình chọn size L, và áo thun mình chọn XL nó sẽ ok hơn. Đó, và đó là những cái sản phẩm mà mình nghĩ là sẽ tốt cho các bạn trong cái dịp sắp tới. Những cái áo mà nó kiểu nó cũng hàng ngày với chúng ta, nhưng nó cũng khá là đặc biệt, nó cũng quật quay, nó cũng được nhiều người yêu thích, và trên toàn thế giới. Có nghĩa là các bạn đang mua một sản phẩm mà rất nhiều người trên thế giới biết nó, nhưng giá nó không hề mắc tí nào. Bình thường các bạn phải mua một chiếc áo luxury của những hãng lớn, những hãng tên tuổi lớn, branding rất là ok, thì người ta sẽ biết chiếc áo đó, nhìn vô là biết. Nhưng ở đây các bạn mua được một chiếc áo có thể giúp các bạn đi được mọi việc, ví dụ như là ở cà phê này kia, đi làm này kia, nhưng người ta nhìn được chiếc áo đó người ta vẫn biết, và người ta biết được cái thương hiệu làm ra chiếc áo đó, người ta biết được cái chiếc áo đó đang được hợp tác cùng ai, chủ đề gì. Nói chung là các bạn đang có được một cơ hội để mua những cái sản phẩm tốt nhất với mức giá rất là nhẹ, chưa tới 500.000, ok chưa? Áo là dài thì gần triệu thôi, chứ áo thun là chưa tới 500.000, nên rất là ok ha. Và rồi thì nếu mà bạn nào có nhu cầu cần thích những chiếc áo này, có thể inbox vào thanh bay mình để ở phần miêu tả, và những shop nào muốn xỉ thì có thể inbox cho mình cũng đã ở thanh bay luôn, mình sẽ có những cái mức giá ưu đãi hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.